Thưa quý vị, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, những phóng viên chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến cảnh tượng tan hoang và những câu chuyện đau lòng do thiên tai để lại. Những khoảng núi đồi loang lổ, nham nhở do sạt lở đất đá. Những bãi đá rộng hàng trăm mét vuông mới được hình thành, trong đó có những tảng đá lớn bằng con voi. Nhiều ngôi nhà của người dân bị san phẳng chỉ sau một đêm. Vâng, và bên cạnh những nguyên nhân do mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn thì các biện pháp canh tác nông nghiệp của người dân trồng lúa nương, trồng ngô sử dụng thuốc diệt cỏ làm hủy hoại thảm thực vật cũng khiến cho thảm thực vật bị hủy hoại và khi mưa lớn trút xuống gây nên sạt lở. Thông tin được đăng tải trên trang nông nghiệp.vn. Cụ thể, báo nêu cần phải nhìn nhận đúng mức về những tác động của con người như san ủi để có mặt bằng làm nhà ở sẽ phải thực hiện cắt ta luy, tạo ra cắt mất chân sườn dốc là những nguyên nhân kích hoạt thiên tai. Ông Giàng A Dình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải thẳng thắn chia sẻ. Hiện nay trên địa bàn xã có khoảng hơn 420 hectare đất trồng ngô. Thời gian gần đây cứ vào mùa mưa lũ thì tình trạng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ngày càng nhiều và tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn hơn. Hiện có gần 100% hộ dân trong xã trồng ngô trên đồi nương và có một phương thức canh tác chung là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ trong sản xuất để giảm chi phí, giảm công lao động. Ngoài ra, tại một số khe núi, bà con còn ngăn thành những ao nhỏ để nuôi cá với kết cấu không vững chắc. Nên khi lượng nước mưa lớn đổ xuống, cộng với đất đá, cây cối đổ gãy, thì lũ quét càng diễn ra với cường độ mạnh hơn. Việc phá hủy thảm thực vật gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt khi có những trận mưa lớn kéo dài, thiếu thảm thực vật, khiến đất đá trôi sạt gây ra lũ bùn, lũ quét, làm thiệt hại nặng nề cho chính người dân. Thưa quý vị, Sở Công Thương tỉnh Bắc Cạn sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm dừng hoạt động nhà máy thủy điện Pác Cáp, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn nếu chủ đầu tư cố tình chậm trễ hoặc là không có giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau khi công trình đi vào hoạt động. Trong số này, có nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã không thể cấy lúa, trồng ngô, thậm chí có gia đình phải chuyển nhà nhưng chưa được doanh nghiệp hỗ trợ. Mặc dù người dân, chính quyền xã, huyện đã nhiều lần kiến nghị nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện trách nhiệm với người dân, gây bức xúc dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Cạn khẳng định, việc để 46 hộ bị ảnh hưởng phát sinh do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã không tính toán hết được mức độ ảnh hưởng của hồ chứa. Bên cạnh đó, dù đã phát sinh ảnh hưởng năm 2021 nhưng đến giữa năm 2023, đơn vị mới đăng ký nhu cầu sử dụng đất, dẫn đến chậm trễ trong hỗ trợ người dân, trách nhiệm chính thuộc về doanh nghiệp. Hiện đơn vị đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất với huyện và sẽ triển khai các bước tiếp theo sau khi các thủ tục được thông qua. Đơn vị này thừa nhận mới chỉ hỗ trợ hoa màu, tài sản cho một số hộ dân bị ảnh hưởng của năm 2021. Thưa quý vị, theo phân công của chính phủ, cơ quan này được giao xây dựng nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trình chính phủ vào tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 91 Bộ Luật Lao động, chính phủ quy định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, báo Người lao động đưa tin. Thực tế hiện nay, kinh tế quý 2 và những tháng đầu quý 3 đã có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội, an ninh toàn cầu, khu vực tiếp tục có những diễn biến và biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta. Các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn khi xuất khẩu giảm mạnh, đầu tư nước ngoài đình trệ. Hội đồng đã thống nhất báo cáo chính phủ cho phép lùi thời gian họp thương lượng đưa ra khuyến nghị với chính phủ về phương án lương tối thiểu vùng sẽ lùi đến cuối quý 4 năm 2023. Từ thực tế trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung trình nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động ra khỏi chương trình công tác năm 2023 của Bộ này. Việc xây dựng dự thảo nghị định nêu trên sẽ được thực hiện sau khi Hội đồng Tiền lương Quốc gia khuyến nghị với chính phủ về phương án lương tối thiểu 2023. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương của nền thị trường, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, quan hệ cung cầu, việc làm và thất nghiệp, khả năng chi trả của doanh nghiệp. Thưa quý vị, từ giữa tháng 9 đến nay, tại Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, mỗi ngày đều xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Nhiều xác cá đang phân hủy nổi rải rác khắp mặt hồ, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các hộ dân xung quanh. Vâng, và theo một cán bộ công ty thoát nước Hà Nội, sơ bộ xác định một số nguyên nhân gây hiện tượng cá chết tại Hồ Tây là thay đổi thời tiết, thiếu không khí, hàm lượng oxy trong nước giảm, chất lượng nước ô nhiễm và có khí độc do bùn, tảo gây ra, báo điện tử Thanh Niên đưa tin.
Cụ thể, báo nêu, Hồ Tây rất rộng, có nhiều vùng nước khác nhau, trong đó ở ven hồ nước rất nông, lại lâu không được cải tạo nạo vét. Khi nhiệt độ thay đổi nhanh, bùn ở khu vực gần bờ bị thay đổi tạo ra khí tảo, làm ảnh hưởng đến hàm lượng oxy trong nước. Đây là một phần nguyên nhân khiến cá chết trong giai đoạn nắng mưa thất thường vào những tuần vừa qua. Khi thời tiết ổn định, hiện tượng cá chết sẽ giảm hẳn. Trên thực tế, cứ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, cá ở Hồ Tây lại chết trôi dạt vào bờ. Hồi tháng 11 năm 2022, trước tình trạng cá chết hàng loạt, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết giải pháp lâu dài sẽ là thực hiện đánh tỉa cá để giảm mật độ, kết hợp biện pháp xử lý tảo nổi diện rộng nhằm hạn chế cá chết. Tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng chưa từng ra quân đánh tỉa cá, xử lý tảo nổi. Xin được chuyển sang một số thông tin về áp thấp nhiệt đới đang tiến vào đất liền nước ta. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 10 giờ ngày 25 tháng 9, áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 250 km, cách Quảng Ngãi 180 km, gây mưa to cho Bắc và Trung Trung Bộ trong 3 ngày. Sức gió mạnh nhất của áp thấp nhiệt đới 49 km/h, cấp 6. Những giờ tới nó sẽ theo hướng Tây, sau chếch lên Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Và đến khoảng 4 giờ sáng mai, sau khi đổ bộ vào Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và suy yếu trên khu vực biên giới Việt-Lào vào khuya ngày 26 tháng 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều nay vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, biển động mạnh. Đến chiều tối, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6. Trên đất liền từ tối nay đến sáng mai, ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, đất liền có gió giật cấp 6 đến cấp 7. Cụ thể, trong khoảng từ tối nay đến sáng ngày 26 tháng 9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc của Quảng Ngãi, đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 đến cấp 7. Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ nay đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Quảng Nam suốt đêm qua đã xuất hiện mưa to, lượng mưa có nơi lên đến 150m. Đà Nẵng, trọng tâm đổ bộ của áp thấp nhiệt đới sáng nay cũng mưa to, gây ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm. Thưa quý vị, theo cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu C3S Liên minh châu Âu EU, năm 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử loài người và các mức nhiệt ghi nhận trên toàn cầu trong thời gian mùa hè ở Bắc Bán Cầu đều là mức cao nhất trong lịch sử. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo các đợt sóng nhiệt ngày càng nhiều và mạnh hơn đang gây ra một hỗn hợp độc hại không khí ô nhiễm, làm giảm tuổi thọ của con người và gây tổn hại các dạng thức sống khác. Thông tin có trên báo Vietnam Plus. Cụ thể, nhiệt độ bề mặt biển trung bình trên toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 4, trong khi nhiệt độ không khí trên đất liền trung bình trên toàn cầu cũng tăng lên mức cao thứ 2 trong tháng 6. Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc dự báo năm 2023 có thể trở thành năm nóng nhất trong lịch sử, trong khi năm 2024 có thể sẽ còn nóng hơn. Thông qua việc phân tích bộ dữ liệu nhiệt độ bề mặt toàn cầu của Trung Quốc 2.0, CMST 2.0, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng năm 2023 đã trải qua nửa đầu năm nóng nhất kể từ khi số liệu được ghi nhận. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình trên toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 4, trong khi nhiệt độ không khí trên đất liền trung bình trên toàn cầu cũng tăng lên mức cao thứ 2 trong tháng 6. Sự kết hợp này khiến cho tháng 5 thành tháng nóng nhất trong lịch sử về nhiệt độ bề mặt trung bình trên toàn cầu. Nghiên cứu còn cho thấy nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2023 do các nhân tố gồm El Nino và cháy rừng lan rộng.